Rồi ăn kèm với hàu sống nè mọi người. Đó, đây là một dĩa hàu sống nè, dĩa này 22 đồng nè ha. Em mua hai dĩa thì nhà mình đang thưởng thức hàu đây. Hàu thì cứ nặn chanh vào và ăn luôn à. Ai thích rắc thêm miếng tiêu nữa thì rắc. 12 đồng 35 sen. Cà phê sữa đá thì 6 đồng 7 một ly đó mọi người. Đây, trái cây dầm của Nguyệt nè mọi người. Cà phê nhớ này là nổi tiếng nhất là ở khu người Việt á, là cái món trái cây dầm này là ngon nhất luôn á mọi người. Nếu mà mọi người có dịp đi đến Kabramata hoặc là cái khu Kali High á, mà du lịch hoặc là ở vùng khác đến đây chơi á, thì nhớ thưởng thức cái món trái cây dầm của quán cà phê nhớ này nhé. Hello, xin chào tất cả anh chị, cô chú và các bạn đã quay lại với kênh YouTube Nguyệt Trương Cuộc Sống Úc. Hôm nay thì ở nước Úc này đã bước vào mùa xuân rồi. Mùa xuân là mùa mà Nguyệt thích nhất ở Úc này luôn. Vì mùa xuân á, thì trăm hoa đua nở nè, mình có thể đi ngắm hoa, hoa anh đào hoặc là hoa tulip nè mọi người. Rồi mùa xuân cũng là mùa của những cái lễ hội ở Sydney này nữa. Nhưng do tình hình dịch bệnh thì càng ngày càng tăng, nó không có thuyên giảm, nên Sydney đã kéo dài cái lệnh lockdown đến hết tháng 9 này luôn. Vì cái lệnh lockdown á mọi người, thì Nguyệt cũng ở nhà không mà không có đi ra ngoài để quay nhiều cái video về cuộc sống, về con người, ẩm thực ở nước Úc này để chia sẻ đến mọi người. Thì hôm nay á, Nguyệt có order một cái thùng hàng, đó là đồ ăn Việt ở ngoài chợ Việt Kabramata, thì người ta sẽ giao vào đây cho Nguyệt. Thì Nguyệt muốn chia sẻ đến mọi người về cái giá cả thị trường của đồ ăn Việt ở trong mùa dịch này là như thế nào. Thì mời mọi người xem video nhé. Bước vào mùa xuân rồi nên ông xã Nguyệt đã bắt đầu cắt cỏ ở phía sau vườn nhà nè, cho nó sạch sẽ cho hai đứa nhỏ nó chơi. Và mùa xuân á, mình cắt cỏ thì nó sẽ lên rất là nhanh. Còn mùa đông á, tầm khoảng 8 tuần luôn, 2 tháng mình không có cần phải cắt luôn đó mọi người. Cỏ nó lên rất là chậm. Rồi Nguyệt đổ lấy cái cỏ này nè để mà bón cho vườn rau á. Bây giờ thì Nguyệt cũng ngồi đây chờ chuông cửa mà người ta giao hàng tới đó mọi người. Người ta chỉ nhấn chuông, người ta để đó, người ta đi thôi hà, chứ không có chờ mình ra lấy, tại vì Nguyệt đã thanh toán online hết rồi. Bây giờ thì Nguyệt nghe tiếng chuông cửa rồi, thì để Nguyệt ra ngoài thử coi họ giao hàng tới phải không. Thì ra không phải là giao hàng Á Châu mọi người, đó là giao cà phê nhớ. Họ giao cà phê với lại trái cây dầm. Nè, sẵn đây review cái giá cái trái cây dầm ở cà phê nhớ với cà phê sữa đá cho mọi người xem luôn nè. Trái cây dầm thì 12 đồng 35 sen. Cà phê sữa đá thì 6 đồng 7 một ly đó mọi người. Đây, trái cây dầm của Nguyệt nè mọi người. Cà phê nhớ này là nổi tiếng nhất là ở khu người Việt á, là cái món trái cây dầm này là ngon nhất luôn á mọi người. Nếu mà mọi người có dịp đi đến Kabramata hoặc là cái khu Kali High á, mà du lịch hoặc là ở vùng khác đến đây chơi á, thì nhớ thưởng thức cái món trái cây dầm của quán cà phê nhớ này nhé. Mời mọi người thưởng thức trái cây dầm mà cái này coi như là nổi tiếng ngon nhất của cái khu người Việt Kabramata này luôn đó nha. Cái ly này thì nãy Nguyệt nói là 12 đồng rưỡi đó mọi người, thì nó khoảng là 201 tiền Việt Nam á. Này một. Bây giờ thì lại nghe tiếng chuông nữa rồi, chắc là người ta giao hàng Á Châu ở ngoài Kabramata đã giao tới rồi đó. Để Nguyệt ra xem coi. Ở đây Nguyệt có hai thùng hàng đây. Đây Nguyệt xem coi. Cái này là Nguyệt đều thanh toán online hết rồi đó mọi người. Chuyển khoản ta trước nên ta chỉ đến để trước cửa nhà mình rồi nhấn chuông và bỏ đi thôi, để sợ dịch bệnh nó lây lan á. Bây giờ thì Nguyệt trên về nhà và review cho mọi người xem. Đây, tổng trị giá của cái bill này là 181 đô. Chỉ là những cái đồ ăn lặt vặt với lại thịt thôi. Còn seafood thì họ sẽ đưa cho Nguyệt một cái bill riêng nữa. Đây là cái bịch mà da heo mà chiên giòn sẵn đó mọi người. Nguyệt tính ăn bánh bèo Huế á, nên mua cái này về mình sẽ để ăn kèm với lại bánh bèo ha. Đây, mình mua mấy bó rau muống đây. Rồi rau muống họ lựa cho Nguyệt cũng tươi ngon quá nè, giống như mình ra shop lựa không có khác gì đâu. Rồi mấy củ khoai lang tây. Ba củ khoai lang tây đó, Nguyệt order 1 ký thì họ lấy 3 củ. Cái là tàu hũ nè mọi người. Đó, hai dĩ tàu hũ.
Và đây là một cái hộp me Thái. Bầu bì thì đang thèm chua đó mọi người. Rồi, order được một cái hộp me Thái này thì rất là ngon luôn nè. Đây là đậu bắp. Đậu bắp để mình xem thử coi có non không. Ở người ta lựa cho Nguyệt cũng rất là non luôn nè. Nói chung Nguyệt thấy cái shop này nó giao hàng rau củ quả thì rất là tươi và ngon á mọi người. Tại vì nhà Nguyệt á, cách khắp ra máy tay chỉ có 5 phút thôi. Nếu mà sáng người ta đóng hàng á, là toàn là đồ tươi không à. Đây một cây chả quế chiên nè của Việt Hương. Đây giá nữa nè mọi người. Giá thì không thể mà lấy giá cũ được. Qua ngày hôm sau là nó sẽ bị úa thôi à. Đây là hồng. Hồng giòn á mọi người. Đó, trái hồng giòn ngon dễ sợ chưa. Nguyệt mua 2kg hồng giòn. Hồng giòn này thì 12 đồng 1kg đó mọi người. Đây cà rốt nè. Cà rốt thì cũng vẫn 2 đồng 1kg. Đây một bịch bột ngọt Ajinomoto. Ở đây có 2 cái bông cải nữa. Với lại hai cái phần 1/4 bắp cải là một cái bắp cải. Đó mọi người, đó là một cái thùng rau củ mà bữa nay Nguyệt mua ở ngoài chợ Việt á. Thì tổng cộng cái phần rau củ này với lại hồi mình quay cho mọi người xem á, thêm một ít thịt nữa thì nó tầm khoảng nãy là 180 đô á. Thì nó rơi vào khoảng là 3 triệu tiền Việt Nam á mọi người. Bây giờ mình sẽ dọn cái này vào và review cho mọi người xem cái thùng thịt với lại hải sản mà Nguyệt mua ha. Nè mọi người xem rau muống, người ta lấy rau muống mới cho Nguyệt này, ngon dễ sợ luôn chưa. Rồi bữa nay nấu một nồi canh chua rau muống này là hết sảy luôn. Này cái này là nem nướng nè cả nhà. Cái này thì Nguyệt mua nửa ký. Thì nửa ký nem nướng thì nó khoảng 7 đồng á. Đó, cái này thì về mình dắt rồi mình nướng lên mình ăn nướng với lại bánh hỏi ha. Ở đây thì Nguyệt có mua 2 con gà ác nè. Đây 2 con gà ác để nấu cháo để tẩm bổ cho bà bầu á mọi người. Một con gà ác nhỏ vậy thôi mà 19 đô đó. Đây là cánh gà nè. Cánh gà nguyên cánh đó mọi người. Nè nó cũng tươi lắm nè. Cánh gà này thì 7 đồng 1 ký. 6 đồng 8 coi như là 7 đồng 1 ký đi. Giờ mình có mua. Đây là thịt ba rọi. Mình mở ra xem ha. Ba rọi này mình thấy người ta bán 12 khổ nè. Mình order 2 ký. Cái này thì có lẽ là trên 2 ký đó. Nè cái khổ ba rọi rút sườn này ngon không mọi người. Ba rọi thì 18 đồng 1 ký đó mọi người. Đó, một cái bạch này là hơn 2 ký nè. Thì tầm khoảng là 40 đô. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục mở cái bọc bên đây. Thì bên đây thì sẽ là thịt nạc dăm nè. Mình có mua một ký thịt nạc dăm. Thì thường 1 ký là một khổ á mọi người. Đó, cái nạc dăm này thì mình có thể kho tiêu hoặc là mình sẽ để vào nấu hủ tiếu nè. Bây giờ đó một khổ thịt nạc dăm nè. Nạc dăm này thì tầm khoảng 13 đồng 1 ký nè. Đây là cái sườn mà sườn non á, sườn sụn non á mọi người. Nó cái sườn sụn non này cũng 13-14 đồng 1 ký nè mọi người. Cái này thì mình có thể gam mặn cũng được, còn không mình nấu súp. Yeah, nấu súp, nấu canh, hầm đều cũng được mọi người. Mà cái xương của nó cũng mềm nữa. Ở đây là đùi gà nè mọi người, 2kg đùi gà. Đó, thịt thì bữa nay người ta giao cho Nguyệt thì Nguyệt thấy rất là tươi luôn. Ở ngoài khắp ra thì sáng người ta mới sạn đồ xong rồi người ta mới đem đi giao. Thường thì bao nhiêu đây thịt thì Nguyệt mua sẽ ăn trong 2 tuần luôn đó mọi người. Nên bây giờ mình sẽ rửa thật sạch sau đó rồi cắt ra từng khổ nhỏ rồi mình sẽ cất vào trong tủ lạnh để ăn. Và đây là cái món mà Nguyệt trông đợi nhất để giao hàng ngày hôm nay đây mọi người. Bầu bì thì bữa nay Nguyệt hơi thèm canh chua cá chẽm á, với lại cá chẽm kho tổ á. Thì đang chờ giao con cá chẽm, với đây là Nguyệt có order thêm dĩ hào nữa nè. Đây là con cá chẽm đây.
cá chẽm này là nó còn tươi sống là bơi trong hồ luôn đó mọi người. 31 đồng một ký thì cái con này là hình như 800 gram á, tầm khoảng 28 đô á. Thì tính ra tiền Việt thì con cá này khoảng 480 ngàn á mọi người. Còn đây là cái dĩa hào nè, một dĩa hào như vậy là 22 đồng 12 con á mọi người. Bây giờ thì Nguyệt sẽ bắt tay vào làm cái con cá này đây. Cá thì người ta cũng đã mần sạch hết rồi. Bây giờ mình rửa sơ lại với nước rồi sau đó rửa lại với muối và chúng ta đem ra nấu thôi. Thì Nguyệt sẽ nấu hai món đó là cá chẽm nấu canh chua với lại cá chẽm kho tộ ha. Cá chẽm này nè mọi người, cũng có hai loại á, có loại nó béo và có loại nó không béo á. Ai thích ăn béo á thì mình sẽ mua cái loại béo ha. Nguyệt thì rất là thích ăn mà cá chẽm nó rất là béo nên Nguyệt order cái con này là cá chẽm béo. Mà hồi sáng á, là ngoài shop cá có điện vô cho Nguyệt á, thì người ta hỏi là sẽ mua cá chẽm mà người ta mần sẵn rồi ướp đá để ở ngoài cái tủ á, hay là mua con cá chẽm còn bơi ở trong hồ luôn. Thì lỡ ăn rồi thì mình phải ăn cái mà bơi trong hồ luôn đó mọi người. Nó rất, thịt rất là tươi và rất là ngon luôn ha. Cá này nè, ngoài mà nấu canh chua với lại kho tộ ra thì mình cũng thích ăn cá chẽm mà hấp gừng hành nữa đó mọi người. Đó, nãy rửa sơ lại với nước với nạo giải lại sơ sơ rồi mà họ mần rất là kỹ luôn. Bây giờ mình sẽ cho một ít muối vào và rửa lại với muối cho nó hết nhớt con cá nữa là ok rồi. Vì là nấu hai món nên khúc đầu với lại khúc đuôi thì mình sẽ nấu canh chua. Còn bốn cái khứa giữa này nè thì Nguyệt sẽ đem đi kho tộ. Mọi người thấy cái miếng thịt nó sắc ra rất là tươi luôn không? À cái miếng cá chứ quên nói cái miếng thịt. Đây cả nhà ơi, bây giờ thì Nguyệt đã xắt cá ra xong rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ đem đi ướp lại kho với lại nấu canh chua thôi. Bây giờ thì Nguyệt sẽ cho cá vào nồi nè. Mình kho tộ mà mình kho cái nồi đất này thì rất là ngon mọi người. Mình sẽ ướp gia vị vào thì mình sẽ ướp đường thốt nốt nè, nửa khoanh đường thốt nốt thì theo cái khoanh lớn hoặc khoanh nhỏ thì mọi người canh bỏ theo cho nó vừa ha. Thì mình sẽ bỏ thêm nước mắm. Thì mình kho tộ thì mình kho cũng rất là đơn giản tại vì con cá chẽm này nó đã rất là béo rồi nên mình không có khều thêm dầu hay là mình thắng tóp mỡ gì bỏ vô hết. Thì cái mỡ heo thì nó cũng không có tốt bằng cái mỡ cá nè mọi người. Đây mình cho nước màu này mình thắng bằng nước màu đường thốt nốt luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào khoảng 2 muỗng cà phê đường nữa. Là cái công đoạn ướp đã xong rồi thì chúng ta sẽ để đây cho nó thấm tầm khoảng 15 phút rồi sẽ bắt lên bếp mà kho. Bây giờ thì trộn đều lên nè, cho cái gia vị nó thấm vào mấy cái khứa cá nè. Mấy cái khứa cá nhìn nó ngon ghê không mọi người. Ở nhà thì khoảng 2-3 người thì ăn một cái con cá này một bữa ăn là vừa rồi ha. Này con này thì 28 đồng thì mình sẽ nấu được hai món luôn. Đó, mình lật qua lật lại như vậy cho nó thấm cái gia vị vào và để đây khoảng 15 phút. Bây giờ thì mình sẽ nấu canh chua đây. Bắt chảo lên. Cái chảo bây giờ nó nóng quá rồi. Mình sẽ cho tỏi vào và cho cá vào. Cái chảo nóng quá nên tỏi nó hơi đen luôn rồi mọi người. Đây, sau khi mà mình chế nước vào rồi mình nêm nếm cho vừa ăn
mình sẽ không có cho rau vào đây luôn. Chừng nào mình dọn lên ăn á thì mình sẽ nhúng rau vào, nó vừa chín tới mình ăn thì rất là ngon. Này mình chỉ nêm cái nước me chua với lại mình bỏ ớt vào thôi. Còn đây là cái mẻ kho tộ của Nguyệt nè. Bây giờ Nguyệt bắt lên nè, nó sôi nè mọi người nhìn nè, cái màu nó lên đẹp ớn không đó. Về rau canh chua thì rất là đơn giản, Nguyệt có này là ngò ôm, Nguyệt sắc với lại ớt. Rồi Nguyệt ngắt một bó rau muống hồi nãy mua đó mọi người, với lại đậu bắp với cà chua. Đậu bắp thì do chỉ có một mình Nguyệt ăn thôi nên Nguyệt để nguyên trái như này, Nguyệt trụm vô cho nó vừa chín tới là Nguyệt ăn. Còn để mà cắt nhỏ nó sẽ bị nhớt á. Đây, bây giờ mình dọn ra ăn đây. Đây là cái tô canh chua của nhà mình. Đây mọi người, canh chua nó bỏ đậu bắp và cà chua rau muống vào. Và đây là cái mẻ kho tộ của Nguyệt đây. Đó, hồi nãy Nguyệt lấy hết nửa phứa cho Sophie nó ăn cơm rồi. Rồi ăn kèm với hàu sống nè mọi người. Nó đây là một dĩa hàu sống nè, dĩa này 22 đồng nè ha. Nên Nguyệt mua hai dĩa thì nhà mình đang thưởng thức hàu đây. Hàu thì cứ nặn chanh vào và ăn luôn à. Ai thích rắc thêm miếng tiêu nữa thì rắc. Đó. Như vậy là Nguyệt sẽ kết video ở đây rồi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của Nguyệt ngày hôm nay nhé. Chúc cho cả nhà thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Nếu cả nhà thích video của Nguyệt thì hãy nhấn nút like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo trong kênh về cuộc sống Úc của Nguyệt nhé. Bye bye.